Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác cũng như là chào anh Hải Nam ở tỉnh Hà Giang nhé. Thì cái bộ karaoke của anh đặt bên mic của Audio thì tất cả em đã set up cũng như là cái cách đấu nối rất là chi tiết rồi. Và bây giờ em sẽ quay qua một chút để anh có thể về nhận hàng, anh có thể về anh tự đấu nối cũng như là cái cách căn chỉnh làm sao cho nó chuẩn và ok nhất. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết lại cụ thể với cái bộ karaoke của anh Hải Nam cho các bác cùng tham khảo. Đầu tiên đó là dòng đẩy bãi xịn của dòng B3 A7+ các bác nhé, model là A7+, thương hiệu của dòng B3, hàng của Đức. Và bên trên đó là dòng mix suo của X23, dòng 4 dâu sóng ổn định rất là hay tiếng mix các bác nhé. Bên trên mix đó là dòng nâng tiếng Idol 100 và một chiếc vang cơ BD M8+. Dòng vang này có chức năng USB, Bluetooth, cổng quang, đầy đủ các cái chức năng để cho anh Hải Nam cũng như là các bác có thể sử dụng. Và cuối cùng đó là đôi loa B3, một bát 30, một kèn từ 190, côn 76. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết về cái mặt đằng sau với các kết nối. Anh Hải Nam lưu ý với em một chút là khi anh về anh sẽ thứ tự đúng như vậy nhé: đẩy này, mic này, nâng tiếng này và vang. Và tất cả mặt đằng sau thì bên em có làm ký hiệu rất là cụ thể. Thứ nhất là từ đầu mic đằng sau, từ nhạc và cổng 1, cổng 2 thì tất cả các dây em đã đánh số 1 và đánh số 2 đây, 1, 2 và xuống 1, 2 của nâng tiếng và 3, 4. Ở đây sẽ là cổng 3 và 4, 3, 4 sẽ xuống đẩy là 3 và 4 đó. Và phần dâu mic thì anh có thể lấy trong thùng mic ra để anh cắn thêm vào cho sóng ổn định hơn. Còn về phần khóa loa thì em đã đấu nối rồi, anh chỉ việc cắm vào và xoáy sang bên phải đó. Và dây loa thì anh vui lòng siết lại các cái cột ở đằng sau này là ok. Cách thức đấu nối là như vậy, các cái số thứ tự thì em đã ký hiệu rất là chi tiết rồi, anh chỉ việc là xếp thứ tự là từ đẩy, mic và nâng tiếng và vang là được. Và ở đây thì anh có lấy kèm theo một cái bộ pin sạc. Thì đây bộ pin sạc của anh em đã lấy về đây đó. Dòng pin này là 2800 nhé, dung lượng rất là lớn để sử dụng nó được lâu hơn. Và với đầu mic này thì sẽ có hai tay mic nhé. Rất là nhiều các bác hỏi là cái đầu mic nó có bao nhiêu tay mic. Đây nó có hai tay mic đây. Hiện tại thì em đã test cũng như là chỉnh karaoke ngon lành rồi, anh chỉ về việc tháo ra và đấu nối vào thôi. Đấy, đã có trong pin ở trong rồi nhé. Đây là tất cả các cái phần cột sóng. Đó, cột sóng thì anh về anh cho vào cái cổng của mic ở đằng sau để sóng ổn định hơn nếu mà hát ở xa. Dù anh không muốn dối lòng, vâng, tất cả thì em đã set up cũng như là cài đặt ok. Và bây giờ thì em sẽ đóng gói và chuyển ra xe để bên vận chuyển sẽ chuyển lên tận nơi cho anh. Vâng, em rất là cảm ơn anh Hải Nam cũng như là các bác đã quan tâm đến kênh Michael Audio. Các bác nào mà có nhu cầu về những cái dòng thiết bị về karaoke hoặc tư vấn thêm vấn đề gì, các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc Zalo 0977 434361 các bác nhé. Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác.